Thời sự quốc tế 30 tháng 7 Đức cùng Đan Mạch chuyển thêm 8 xe tăng Leopard 1 A5 cho Ukraine Tổng thống Pháp cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân, viện trợ Nga và các bên gây bất ổn Hungary đơn giản hóa điều kiện nhập cảnh cho người Nga và người Belarus Iran đang sử dụng chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật để làm suy yếu khả năng tranh cử của ông Trump Ông Trump đồng ý đến FBI để thẩm vấn. Ba vụ vợ đêm mới ở Hồ Nam, Trung Quốc, 8 ngôi làng mất liên lạc. Thông báo mới về các biện pháp quản lý dịch vụ công, xác thực danh tính trực tuyến quốc gia của Trung Quốc gây lo ngại. Kim Chi xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế thứ ba, ngày 30 tháng 7 của Đại Kỷ Nguyên. Sau đây là phần nội dung bản tin. Kính thưa quý vị, Đức cùng với Đan Mạch đã chuyển thêm 8 xe tăng chiến đấu Leopard 1 A5 cho Ukraine như một phần viện trợ quân sự. Theo danh sách viện trợ quân sự được chuyển cho Ukraine, được công bố trên trang web của chính phủ Đức. Theo danh sách, Tính đến ngày 29 tháng 7 giờ địa phương, Ukraine đã nhận được 58 xe tăng Leopard 1A5 từ Đức, trong khi trước đó chỉ có 50 chiếc. Quân đội Ukraine cũng nhận được từ Đức 21.000 viên đạn cho pháo phòng không tự hành, Jebert và hai xe bọc thét sửa chữa, sơ tán, bus Benzer 2, công vụ tùng thay thế. Ngoài ra nước đồng minh còn cho cho Ukraine 10 phi cơ không người lái trên mặt nước, 10 radar giám sát mặt đất, gần 25.000 mũ bảo hiểm chiến đấu, và một bệnh viện giã chiến. Theo hãng tin ABC, viện trợ quân sự cho Ukraine từ Đức có số lượng lớn thứ hai sau Hoa Kỳ. Trước đó, hãng tin Bill cho hay Bộ Quốc phòng Đức đã dành khoản viện trợ kỷ lục 15 tỷ euro cho Ukraine vào năm 2025. Tổng thống Pháp cảnh báo Iran về chương trình hạt nhân, viện trợ Nga và các bên gây bất ổn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hội đàm với người đồng cấp Iran, Mesut Bezeskian, một trong những chủ đề thảo luận là cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Điều này đã được nêu trong tuyên bố của Điện Elise. Như đã lưu ý tại Điện Elise, ông Macron cảnh báo người đồng cấp Iran, Bezeskian, không nên tiếp tục viện trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp cũng kêu gọi Tổng thống Iran đóng vai trò ngăn chặn leo thang giữa Israel và Liban bằng cách trấn dứt viện trợ cho bên cây ra bất ổn. Ông Macron nói thêm rằng Iran phải ngừng leo thang chương trình hạt nhân và tuân thủ yêu cầu của các tổ chức quốc tế. Đồng thời, Tổng thống Pháp cho rằng việc thả ba con tin người Pháp bị Iran bắt giữ là điều kiện cần thiết để cải thiện quan hệ giữa hai nước. Theo hãng tin ABC, Iran tích cực viện trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Đặc biệt, nước này đã cung cấp cho Moscow phi cơ không người lái cảm tử Shahed sử dụng để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine hầu như hàng ngày. Bất chấp điều này, chính quyền Iran vẫn tiếp tục phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga. Gần đây, Liên minh châu đã gia hạn các lệnh trừng phạt Iran trong một năm vì viện trợ Nga cho cuộc chiến chống Ukraine. Hungary đơn giản hóa điều kiện nhập cảnh cho người Nga và người Belarus Hungary đang nới lỏng các điều kiện nhập cảnh vào lãnh thổ của mình đối với công dân Nga và Belarus một cách dễ dàng, theo bài đăng của truyền thông Đức DW trên mạng xã hội X. Theo báo cáo, do chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tới Nga, Budapest đã đưa người Nga và người Belarus vào cái gọi là chương trình bản đồ quốc gia. Thẻ này được cấp cho những người sẵn sàng làm việc ở Hungary trong 2 năm với khả năng gia hạn. Tờ AND của Đức lý rằng ở cấp độ châu Âu, việc kiểm tra đặc biệt đối với những người có thẻ quốc gia không được thực hiện. Điều này đã gây lo ngại cho các nước láng giềng của Hungary. Nguồn tin cũng cho hay vào mùa xuân, chính phủ Hungary đã thông báo rằng họ dự kiến sẽ có khoảng 65.000 người làm công ăn lương cùng gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng IND, Nghị viện châu Âu nhấn mạnh rằng việc cho phép người vào một quốc gia EU mà không cần kiểm tra trong bối cảnh Điện Kremlin đang làm mọi cách có thể để làm suy yếu châu Âu là một bước đi sai lầm. Đồng thời, ông cũng cho rằng việc kỳ thị mọi công dân nga là sai trái. Bộ ngoại giao ba lan từng đề nghị thủ tướng hungary ban rời eu và nato vì thành lập liên minh với tổng thống nga putin. Đại diện bộ ngoại giao ba lan teofin patruszek cũng nói thêm rằng không giống như hungary, ba lan không làm ăn với nga sau khi nga bắt đầu xâm lược ukraine, bởi vì đây là cuộc tấn công cả vào ba lan và mỹ gây hại liên minh châu âu và nato. Theo ngoại trưởng ba lan. Radoslav Sikorsky, quan điểm của chính phủ Hungary khiến tất cả các thành viên khác của Liên minh châu Âu khó chịu. Hiện tại, đất nước này ngày càng bị cô lập trong EU. Iran đang sử dụng chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật để làm suy yếu khả năng tranh cử của Trump. Iran đang sử dụng hoạt động bí mật trên mạng xã hội và các hoạt động gây ảnh hưởng liên quan để cố gắng làm suy yếu khả năng tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điều này đã được tuyên bố bởi một nhân viên của Văn phòng gián đốc Tình báo Quốc gia được hãng CNN đưa tin. Cộng đồng tình báo Mỹ lưu ý rằng Tehran đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử tổng thống vì các nhà lãnh đạo Iran có thể muốn tránh một kết quả mà họ tin rằng sẽ là gia tăng căng thẳng với Mỹ. Theo CNN, hoạt động gây ảnh hưởng gần đây của Iran được thực hiện dưới hình thức ẩn tài khoản trên mạng xã hội và các hoạt động liên quan. Theo đại diện Văn phòng gián đốc Tình báo Quốc gia, sự ưu tiên của Iran đối với ứng cử viên tổng thống Mỹ không thay đổi kể từ năm 2020. Một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật cho hay Iran đã thực hiện một chiến dịch gây ảnh hưởng bí mật trên nhiều mặt trong cuộc bầu cử năm 2020 nhằm làm suy yếu triển vọng tái đắc cử của ông Trump. Trong bình luận với CNN, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hiệp Quốc cho biết nước này không có mục tiêu và không tham gia vào các hoạt động nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ. Văn phòng đại diện Iran cho biết thêm, một phần đáng kể của những cáo buộc như vậy được đặc trưng bởi các hoạt động tâm lý, được cho là nhằm kích hoạt các chiến dịch bầu cử một cách giả tạo. Theo tờ Washington Post, Nga lo ngại chiến thắng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống. Điện Kremlin mô tả những người như bà Harris là những kẻ khủng bố và độc tài theo chủ nghĩa tự do và những kẻ độc tài theo chủ nghĩa tự do. Và do đó, những người như vậy lãnh đạo một quốc gia sẽ rất khó chấn dứt xung đột mới đây ông Trump nói rằng nếu ông không tái đắc cử, thì xung đột ở Trung Đông có thể biến thành chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Trump đồng ý đến FBI để thẩm vấn. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đồng ý cho cuộc điều tra liên bang thẩm vấn về vụ nổ súng vào ông ở cuộc vận động tranh cử tại tiểu bang Pennsylvania theo tuyên bố của đặc vụ FBI Kevin Reyes. Hãng AP dẫn lời ông Reyes cho hay chúng tôi muốn biết quan điểm của ông Trump về những gì ông quan sát được. đây là cuộc phỏng vấn nạn nhân tiêu chuẩn mà chúng tôi thực hiện đối với bất kỳ nạn nhân tội phạm nào khác trong bất kỳ trường hợp nào khác. theo đặc vụ FBI, sau 450 cuộc phỏng vấn, cơ quan này đã phát họa được một bức chân dung của kẻ giả súng Thomas Matyruk cho thấy đối tượng rất thông minh nhưng là một kẻ cô độc. vòng tròn giao tiếp chính của cậu bé là gia đình và cậu có ít bạn bè và người quen. Angraes cũng nói rõ rằng cha mẹ của kẻ tấn công sẵn sàng hợp tác với cuộc điều tra. Họ nói rằng họ không biết trước về vụ nổ súng. FBI tin tưởng thông tin này vì trong những tuần trước vụ tấn công, Crook không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có thể khiến họ nghi ngờ. FBI chưa xác định được động cơ nhắm vào ông Trump, nhưng các nhân viên thực thi pháp luật phát hiện ra rằng kẻ giả súng đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ tấn công. Ba vụ vỡ đê mới ở Hồ Nam, Trung Quốc, 8 ngôi làng mất liên lạc, bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu còn xuất lại của cơn bão Gemi. Nhiều nơi ở Trung Quốc đã có mưa cực lớn, bao gồm tỉnh Hồ Nam, gây vỡ đê liên tiếp. Sau vụ vỡ đê xảy ra ở Hồ Động tỉnh, tỉnh Hồ Nam vào ngày 5 tháng 7, khiến hơn 220 mét đê vỡ, nhấn chìm nhiều ngôi làng, ảnh hưởng gần 6.000 người. Thí nhất 3 vụ vỡ đê khác đã xảy ra ở tỉnh Hồ Nam, khiến hơn 4.600 người phải sơ tán. Vụ mới nhất vừa xảy ra lúc 13 giờ 40 phút ngày 29 tháng 7 giờ địa phương ở thị trấn Hà Cẩu, thuộc huyện Tương Đàm, với vết vỡ dài hơn 30 m Như tin đã đưa, một vụ vỡ đê khác cũng xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 7 ở đê Tứ Tân, thuộc huyện Tương Đàm. Theo báo cáo, đến gần 4 giờ sáng 29 tháng 7 giờ địa phương, vết vỡ đã rộng tới 77 m hơn 3.800 người đã được sơ tán, song chưa có báo cáo về thương vong. Vào khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, một vụ vỡ đê nữa đã xảy ra ở đoạn sông Quyên Thủy thuộc thị trấn Hoa Thạch, khiến ít nhất 800 người dân phải sơ tán. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, thị trấn Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu mưa lớn kể từ ngày 26 tháng 7. Khu vực Ba Diện Sơn nằm sâu trong núi nên đã bị mất điện và Internet. Các con đường ra ngoài cũng bị gián đoạn. Hiện 8 trên 10 ngôi làng ở khu vực này vẫn mất liên lạc. Đáp lại một cư dân mạng Hồ Nam trên nền tảng Duyin cho biết, xin thông báo, 8 nơi đã mất liên lạc. Tôi đã mất liên lạc với gia đình trong gần 60 giờ. Ở Tư Hưng, Long Khê, điện thoại đã mất tín hiệu, nước và điện bị cắt. Chúng tôi đã mất liên lạc trong 3 ngày. Báo Vision Time dẫn lời một số cư dân mạng đặt câu hỏi. Thật không thể tưởng tượng được, đây là thế kỷ 21 rồi. Năm 2024, khắp nơi người ta đang nói về thời đại công nghệ cao Tại sao vẫn còn tình trạng mất liên lạc? Có người chất vấn những chiếc trực thăng vận chuyển nội tạng đi đâu hết, rồi cả phi cơ không người lái dừng để làm gì. Ngoài ra, hãng Jiminyu đưa tin từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 7, thành phố Truy Châu, tỉnh Hồ Nam gặp mưa lớn liên tục, tổng cộng 6 cây cầu bị hư hỏng. Theo các nhân viên của Cục Quản lý khẩn cấp Địa phương, tính đến ngày 27 tháng 7, lũ lụt gây hư hại 34 ngôi nhà, và hơn 80 vụ sật đường nhưng không có thương vong. Đoạn video này ghi lại cảnh tượng lũ quét gây sật nhà. Thông báo mới về các biện pháp quản lý dịch vụ công sang thực danh tính trực tuyến quốc gia của Trung Quốc gây lo ngại. Tác giả Lý Tuệ mới đăng một bài báo trên tờ South Hope cho hay có thể nói việc giám sát Internet của chính quyền Trung Quốc đã đạt đến đỉnh cao. Các nhà phân tích cho rằng mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là giám sát mọi hoạt động trực tuyến của người dân, bao gồm cả việc duyệt web và vượt tường lửa. Hôm 26 tháng 7, Bộ Công an và Văn phòng Thông tin Internet Trung Quốc gọi tất là Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã ban hành thông báo về các biện pháp quản lý dịch vụ công xác thực danh tính trực tuyến quốc gia. Dự thảo lấy ý kiến này tuyên bố rằng chính quyền sẽ cung cấp thông tin nhận dạng cho hơn một tỷ người ở Trung Quốc dựa trên thông tin nhận dạng của họ. Cư dân mạng được cấp ID trực tuyến để xác minh danh tính trực tuyến. Thông báo cho biết, cư dân mạng cần sử dụng thẻ ID của mình để đăng ký thẻ ID trực tuyến, Network ID, bao gồm các chữ cái và số. Đối với những người dưới 14 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ của họ phải thay mặt họ nộp đơn. Những người đến từ Hồng Kông và Đài Loan cần sử dụng giấy phép trở về nhà, hoặc giấy phép đồng bào Đài Loan để nộp đơn. Thông báo giải thích rằng nhiều nền tảng trực tuyến hiện thu thập thông tin cá nhân từ công dân ngoài phạm vi ứng dụng của hệ thống đăng ký tên thật do chính quyền thiết lập và do việc ID trực tuyến được khai triển, nên các nền tảng đó chỉ có thể xem số trên ID mạng chứ không thể lấy được thông tin khác. Thông tin này ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ trong cư dân mạng Trung Quốc. Hầu hết họ cho rằng đây là một cách khác để Bắc Kinh tăng cường kiểm soát ngôn luận. Báo Sao Báo dẫn lời một cư dân mạng cho biết. Trong tương lai, nếu chính phủ muốn bịt miệng bất kỳ ai, thì chỉ cần chặn một tài khoản trực tuyến là có thể cùng lúc chặn toàn bộ nền tảng. Điều này có đáng sợ không? Nguồn tin cho hay cũng có một số nhận xét được gọi là ủng hộ, nhưng hầu hết mọi người đều tin rằng kế hoạch này được thực hiện bởi những người được Đảng Cộng sản Trung Quốc thuê để gây nhầm lẫn cho công chúng và ủng hộ các chính sách của Bắc Kinh. Vương Kiếm, một nhà bình luận chính trị tin rằng việc khai triển hệ thống ID trực tuyến có nghĩa là mọi hành động của cư dân mạng đều minh bạch đối với chính quyền. Ông so sánh hệ thống ID trực tuyến với hệ thống biển số. Ông nói, hệ thống biển số nghĩa là tù nhân, không có tên, họ chỉ gọi bạn bằng các chữ số. Sau này, cư dân mạng Trung Quốc sẽ không cần tên, chính quyền chỉ cần số ID trực tuyến của bạn để tìm và kiểm tra mọi thông tin, hành vi của bạn. Chỉ cần bạn bắt đầu sử dụng tài khoản mạng để đăng nhập Internet, Điều đó có nghĩa là chính phủ nắm rõ mọi hành vi của bạn. Ngoài Bộ Công an và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc, các cơ quan chính phủ khác như Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa và Du lịch, Ủy ban Y tế và Bộ Đường sắt đều có quyền kiểm tra số ID trực tuyến và hồ sơ của bạn. Bạn giống như đang ở trong tù, bạn sẽ không có bất kỳ sự riêng tư nào. Năm 2017, Bắc Kinh bắt đầu khai triển đầy đủ hệ thống tên thật trực tuyến, yêu cầu người dùng cung cấp thông tin danh tính thật khi đăng ký tài khoản trên các nền tảng lớn. Trong hoạt động thực tế, việc xác thực chủ yếu được hoàn thành bằng cách dỡ dàng buộc số điện thoại di động. Số điện thoại di động này phải được liên kết với chứng minh nhân dân và xác thực tên thật. Nguồn tin cho hay, trên thực tế, trước đây người Trung Quốc phải sử dụng chứng minh nhân dân và số điện thoại xác thực tên thật để truy cập Internet. Thông qua thông tin này, nhà chức trách có thể nhanh chóng xác định được người mà họ muốn tìm. Nhà bình luận chính trị Vương Kiếm nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc tin rằng hệ thống tên thật là chưa đủ vì nếu người dùng không đăng nhập, họ sẽ không biết người đó đang làm gì. Mục đích của việc tăng cường kiểm soát bằng ID trực tuyến hiện nay là để gián sát thêm mọi hành động của người dân trên Internet, tất nhiên bao gồm cả việc vượt tường lửa. Thưa quý vị, mục thời sự quốc tế của Đại kỷ Nguyên đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo